Sáng nay, Huyện ủy Phù Cừ tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Năm 2022, các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện Phù Cừ tập trung lãnh đạo chỉ đạo quán triệt thực hiện kịp thời có hiệu quả các chỉ thị nghị quyết, kết luận của Trung ương của tỉnh và của huyện về công tác xây dựng đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh của địa phương, công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng được thực hiện đúng quy định nhằm góp phần xây dựng đảng bộ huyện trong sạch vững mạnh. Công tác nội chính và phòng chống tham nhũng được triển khai thực hiện đồng bộ toàn diện. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toàn yêu cầu huyện Phù Cừ tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện, tăng cường công tác quản lý đất đai. Trong năm 23 thì những khó khăn giải pháp mà các đồng chí nêu lên thì các đồng chí nêu khá nhiều giải pháp để tổ chức thực hiện, thì tôi đồng tình quan điểm đó. Chỉ đề nghị các đồng chí ở đây là lưu ý thêm một số cái nội dung này. Một là đề nghị các đồng chí là Tết phải đảm bảo an toàn, an ninh, phòng chống cháy nổ tốt. Đấy là trách nhiệm chúng ta phải làm. Từ nay cho đến Tết Nguyên đán chúng ta phải tổ chức được cái này. Hai là bắt tay ngay vào tổ chức sản xuất. Tới đây Phù Cừ là giải phóng mặt bằng rất lớn. Các khu cụm công nghiệp đã hình thành, khu đô thị cũng đã có. Đặc biệt là những công trình công ích, giao thông, trường học, y tế, v.v. thì chúng ta phải đồng thuận để chúng ta giải phóng mặt bằng. Làm sao Phù Cừ giải phóng nhanh mà có mặt bằng nhanh cho các khu công nghiệp thì thu hút được doanh nghiệp vào nhanh. Mà doanh nghiệp vào nhanh thì sẽ đồng thời với nó là gì? Có sản xuất thì đương nhiên có tạo việc làm và có thu nhập cho huyện, cho tỉnh. Đồng chí Trần Quốc Toàn yêu cầu huyện Phù Cừ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng, chú trọng phát triển đảng viên, thực hiện tốt chính sách cán bộ, trong đó chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận, thực hiện chính quyền số và đẩy mạnh thực hiện đề án xây dựng huyện Phù Cừ đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu về bảo vệ môi trường và sản xuất hàng hóa, tập trung định hướng ứng dụng công nghệ cao.